khai quật lăng mộ Chu Nguyên Chương, đội khảo cổ lắc đầu vì cảnh tượng quá tàn bạo. Bên cạnh công lao to lớn, Chu Nguyên Chương cũng bị người đời đồn thổi là vị vua nổi tiếng tàn nhẫn. Khi khai quật lăng mộ của ông, các nhà khảo cổ đã xác thực được vị hoàng đế này thực sự tuẫn táng theo rất nhiều thi thiếp. Song, sự tàn ác chưa dừng lại ở đó. Thông thường, hài cốt của người chết đều phải được đặt ngay ngắn cẩn thận, nhất là những người có thân phận cao quý. Tuy nhiên, hài cốt của những phi tần trong lăng của Chu Nguyên Chương lại có phần thân dưới biến dạng một cách kỳ lạ, giống như khi còn sống, họ đã bị bẻ gãy chân rồi tùy tiện vứt lại trong mộ.